Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình cùng đi xem và khám phá cái động cơ của chiếc tàu ngang 3,5m, dài 15m nha các bạn. Thì hồi nãy mình có đi lên con tàu rất là đẹp. Bây giờ mình và các bạn cùng đi xem nha. Chiếc tàu này cũng vừa hoàn thành xong, nhưng mà chiếc tàu này là sửa chữa lại nha các bạn, chứ không phải là đóng mới nha. Giờ mấy anh đang sơn và chỉnh sửa lại, còn anh phía bên này thì anh đang rửa cho sạch. Bây giờ mình sẽ đi vô phần cabin rồi mình sẽ đi xuống hầm máy cho các bạn xem cái động cơ nó là cái gì nha các bạn. Đây, chiếc ghe tàu rất là đẹp. Chiếc gào này đánh bắt lú các bạn, lú là ta kêu 12 cửa ngục. Đây là cái phần nội thất bên trong của buồng lái nè các bạn, rất là đẹp mắt. Này là bắn BU luôn nha, nhìn rất là bóng luôn. Phía trước là cái vô lăng. Này là ở trên trong cabin nè. Đây ở trên đấy có giống như là cái bầu trời đó các bạn, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là bóng. Bây giờ mình sẽ đi xuống hầm máy nha. Đây bên này là cái máy nén nha các bạn. Cái máy nén này để rửa lú với lại là để vệ sinh ở trên ghe rồi nha. Giờ mình sẽ đi xuống hầm máy coi. Cái hầm máy này rất là ngon lành luôn. Đây mình đã tìm thấy một cái động cơ rất là đẹp. Yanma 3S15 nha các bạn. Cái động cơ này là chỉ có 3 máy thôi. Đây, anh này anh đang vệ sinh. Lần đầu tiên mình cũng mới thấy mấy cái co rất là lạ. Anh đang chùi rửa mấy cái nó bị xét đó các bạn, vệ sinh máy. Cái máy này có trục bô nha, mình sẽ quay trục bô cho các bạn xem. Đây, mình sẽ đi vào sâu bên trong xíu. Đây các bạn, trục bô này. Còn cái này là người ta còn kêu là cái này các bạn, là cái bô nhúng nè, để khi mà cái máy nó hoạt động lên nó rung đừng có gãy ha, là cái này nè, đừng có cho gãy, là cái bô nhúng là người ta kêu cái này nha. Thì mình hiểu tới đâu mình sẽ nói cho các bạn nghe tới đó, anh em nào xem mà có sơ suất gì thông cảm giúp mình. Đây cái động cơ này lóc đứng nha các bạn, cái máy rất là đẹp. Và cái mã lực nó là 200 mã lực ha, 200 mã lực các bạn. Cái máy thì rất là nhỏ nhưng mà cái mã lực nó rất là nhiều, rất là mạnh. Anh vệ sinh cái máy nè. Vì ra ngoài biển nước mặn rất là nhiều, bởi vì là phải cần những cái chi tiết như thế này để lau dầu để cho nó đừng có bị gỉ sét nha các bạn. Chỉ có 3 máy thôi. Mà chiếc tàu thì chiều dài 15m, chiều ngang thì 3,5m. Cái con tàu này thì cái hôm mà mới đóng là 700 triệu các bạn. Bây giờ thì sửa chữa lại thì làm lại cái cabin. Cái cabin hồi nãy thì mình có quay cho các bạn xem đấy, rất là bóng nè. Làm lại cabin phần trên là gần 20 triệu các bạn. Làm BU luôn tất cả các thứ. Chỉnh sửa lại những cái bô, những cái nước sơn. Nhìn rất là đẹp mắt. Đấy là con tàu này có giá tiền là khi mà đóng mới là 700 triệu đó các bạn. Cái hệ thống bình đề bên kia rất là nhiều. Khi mà cái động cơ thì rất là nhỏ, mình rất thích cái động cơ này vì có 3 cái co, nhìn rất là đẹp. Nào giờ mình cũng mới thấy cái động cơ thế này luôn các bạn. Trục bô hú dữ không lưng. Đây là cái hệ thống bình nước ở bên trong. Anh lao nhớt vô nhìn nó bóng ghê ha. Giờ này đang này. Mình rất là đẹp các bạn. Đây cái ba cái bét nè, ba cái bét với con heo dầu nằm đây ha. Cái máy này thì cũng như mình đã nói là 200 mã lực. Nào giờ cũng đã thì ra cái này nhìn nó... này thì khó kêu quá, không biết giống kêu như cái gì ha, ba cái co này nè. Cái bộ e nó độc ha. Là cái hệ thống đề ở dưới cái động cơ nè các bạn. Đây là mình sẽ cho các bạn xem. Đây là bơm lường, đây là cái ký hiệu đề của mấy anh em đi biển. Ở đây là đèn hầm, là ở dưới hầm tàu biển. Đây là mấy cái công tắc, đây là cái chìa khóa đề nè. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới tàu để cho anh đề thử nghe thử cái động cơ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới động cơ để coi anh đề như thế nào nha các bạn. Đây, mình cùng xem nha.
vậy? Ngu vậy? Ủa cái máy đề gì đã trời? Ủa không không, cái bô, cái trục bô có hú không ta? Khoan để anh quan sát xung quanh đây cái. Thì các bạn cái động cơ nó hoạt động mà rất là nhẹ. Ủa cái máy gì đó, nhẹ nhiều quá. Cái máy gì nó hoạt động giống như nó không có cái không có, rất là bình thường luôn ha. Như con tôi chạy vậy. Bây giờ thì mình và các bạn cùng lên cái bô ở trên để xem nha, để coi cái bô nó hú không. Mình sẽ chịu khó chui qua cái đường này. Đây nè các bạn, mình sẽ đi lại đằng cái bô này rất là khó đi. Cái máy gì nào giờ mình cũng mới lấy. Các bạn nghe thử tiếng bô nha. Đây cái hệ thống nước nó bơm ra nè. Giờ máy đã tắt. Tàu này rất là ok các bạn. Cái động cơ nó nghe rất là nhỏ, giống như một cái motor nó chạy vậy. Bây giờ mình sẽ đi ra phía trước tham quan thêm xíu nữa nha. Bây giờ thì mình đã ra phía trước rồi các bạn. Giờ thì chú và anh đó đang sửa cái ben để kéo lú nha. Thì cái chú trên màn hình và các bạn mấy anh em xem là cái chú đó là chủ của con tàu này nha các bạn. Đây, nhìn từ xa rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi dưới mình xem anh đó sửa thêm xíu nha các bạn. Ủa cái này nó xài bằng ống ben hả chú? Bên nhớ nó lăn cái cục nhỏ nhỏ đó phải không anh Trung? Này nè. Còn cái kia thì xài quốc nguyên cái ống nhựa Bình Minh hả? Cái này nè. Nếu mà chim thì chắc cũng là hết buồn. Xài lâu quá, xài lâu quá. Buồn. Hồi có chạy thử không chú? Có thử cái đó không? Dạ. Đây là hầm bên trong nha. Rất là tối. Mấy cái cong ha.
Cái động cơ hồi nãy mình quay cho các bạn xem này, nằm đây ha. Cái nhà nè, cái chỗ này nè là đây là cái CB nè, CB 2850. Bây giờ thì mình đã lên bờ các bạn. Đây, ở đây ra phía này nhìn lại con vào này. Đây các bạn thấy không? Rất là đẹp. KG 62109 TC là thủy sản. Còn KG là Kiên Giang nha. Không, đây các bạn thấy chưa? Rồi video mình ở đây kết thúc nha các bạn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.